Rồi, em xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay ngày 26 tháng 6 tiếp tục em lại xả loa các bác nhé. Hôm nay xả loa Onkyo, loa Boxeo chất Onkyo và đời nông, giá chỉ từ 500 ngàn một cặp loa thôi, xả thu hồi vốn giá sập sàn các bác nhé, rẻ hơn so trước đây rất là nhiều luôn. Ở dưới này có 20 cặp loa, trên này có một bộ dàn, hai bộ dàn đời cao các bác nhé. Rồi em sẽ đi chi tiết báo giá từng món một các bác nhá. Đó. Rồi số 1 đầu tiên là bộ dàn Onkyo U1. Đây là một bộ dàn cao cấp của hãng Onkyo các bác nhá. Hình thức còn đẹp. Con này thì có CD này, USB này. USB này có thể cắm trực tiếp iPhone, iPod vào đây được các bác nhá. Em sẽ tặng các bác một cái khiển học để các bác chỉnh full chức năng trên máy luôn. Loa này. Loa thì phía dưới bằng của gỗ, trên này màu trắng này. Đó. Có AUX đầy đủ luôn. Bộ này còn rất đẹp nhé, CD đọc tốt, USB ok, tóm lại chạy full chức năng luôn. Tiếng hay lắm, để phòng khoảng 25 km trở về thoải mái luôn. Bao chạy tốt nhé, giá 20 đồng. Đây là bộ, thời điểm hiện tại giá quá rẻ các nhé. Rồi sang bộ số 2. Đây, bộ này là bộ CM32 các bác nhé. Đây là bộ CM32. Thì cái bộ này thì rất giống với cái bộ CM35, nhưng mà nó khác đoạn là CM35 thì không mở được ai căng, còn bộ này thì mở ai căng được nhá. Đấy, màu đỏ rất là đẹp luôn, màu phong thủy. Đây là một bộ dàn nghe rất là hay các bác nhá. Trong những dòng Bühner, đây là Bühner CM32. Bühner nghe hay lắm. Tiếng bát lực. Chất lượng âm thanh cực kỳ tuyệt vời luôn. Bộ này thì nó có full rất nhiều chức năng nhá, có USB này, USB vẫn có thể cắm trực tiếp iPhone iPod được nhá. Bộ lỗ 3.5 phía trước này, có Bluetooth này, có CD, có AUX, chống lại chạy full chức năng, đỏ đẹp. Đây là một bộ dàn rất đẹp luôn. Giá hôm nay em cũng bán cho các bác cực kỳ hợp lý nhá. Đó. Màu đỏ, loa còn đẹp. Hàng bãi như này là đẹp lắm. Phong thủy luôn. Có Bluetooth các bác nhá. Đây là đang chạy USB này, Bluetooth này. Đây là Bluetooth. Em đã test full chức năng rồi nhá, CD điếc đọc tốt luôn. Tặng các bác một cái khiển học, các bác chỉnh full chức năng luôn các bác nhá. Trước đây em hay bán cái bộ này CM35, em cũng bán 2.8 rồi. Nhưng bộ này thì nó hay hơn cái CM35, nó có mở được ai căng luôn. Đấy, màu đỏ. Thế nên là giá hôm nay em bán 2.6 rồi các bác nhá. Đấy, giá cực kỳ hợp lý. Có Bluetooth các bác nhá. Màu đỏ đẹp không? Rất là đẹp luôn. Có khiển học. 2,6 triệu bộ này nhá. So trước đây là rẻ lắm đấy. Rồi sang số 3. Số 3 là một cặp loa. Dưới này loa này thực tế là em không có vệ sinh kỹ đâu các bác nhá. Thì em bán cái giá gần như chỉ giá cũ loa thôi. Đấy. Nhưng mà thùng thì bách thì còn ok, cho nên em cứ để đấy nhá các bác nhá. Đây là cặp loa số 3. Cặp loa này là dòng D500. Cái loa D500 này thì nó sản xuất để nó ghép nhá, chứ nó không có bộ dàn nào D500 cả. Đấy, màng OBF, chất đôm. Đó, 70W một thùng. 140 cặp nhá, còn nguyên đai cũng kiện luôn. Tất cả những hàng này là em đã test rồi các bác nhá. Yên tâm về chỉ việc nghe thôi. Vệ sinh sơ qua là nghe thôi nhá. Đấy. Mã số 1878. Lỗ người phía sau có lưới đủ luôn, giá 650.000 nhá. Lưới loa bao đẹp luôn. 650.000. Rồi sang số 4. Số 4 là cặp loa hôm qua còn lại này, hôm qua em bán 800 à, 750, hôm nay bán 700 thôi. Cặp này cặp đời nông thôi nhá. Lưới đủ. Thùng vách còn đẹp. Này là SX116 ôm. 50W một thùng. Đó. Cặp loa này bán hôm nay bán 700.000 thôi. Bằng bán của loa này không nhá. Rồi sang số 5. Số 5 cặp loa S7GX màng Kara nhá. Đấy, tất cả hát tốt luôn các bác nhá. Chép cái dòng Onkyo này củ từ to lắm, kể cả cái chép kia là hai từ luôn các bác nhá. Em hay thường hay bán cái dòng như vậy. Đây, cái chép của Onkyo nó như thế này này. Đó. Chép Onkyo nó hai từ như này các bác nhá. Đây, hai từ như vậy. Đó. Rất là to.
Đây quay về sau nhá, em đọc mã số các bác luôn. Loa còn rất đẹp nha, chỉ hơi bẩn bẩn tí, nghĩa là các bác phải vệ sinh. Nếu cái này vệ sinh thì đẹp như mới luôn. Mã số của nó là 4218, 140W cặp nhá. Lưới đủ, giá 750k nhá. Bằng lá cụ giá của loa thôi. Rồi sang số 6, cặp SX7 màng OMF chép đôm. Loa thì cơ bản là ok, nó hơi chảy tí này chỗ này thôi. Giá rẻ các bác luôn. Hơi chảy một xíu thôi. Loa còn đẹp đây. Đấy. 140W cặp, mã số 5344, 750k nhá, lưới đục luôn. Đây quay. Cái màng cái dòng SX7 màng OMF này đánh hay lắm. Các bác về ngày làm loa lời cũng được, hoặc là loa nghe nhạc những nhạc tiết tấu nhanh ấy, hoặc là acoustic, hoặc các bác về treo ở những quán cà phê, quán nhà ăn nhất rất là tốt luôn, mà nó bền, tiếng hay. Dòng Onkyo nó không bể tiếng đâu nhá, mở tiếng sáng, độ sáng nó rất là đấy, cho nên mở ngoài trời rất là tốt luôn. Rồi 750.000 số 6, rồi sang số 7. Số 7 các bác nhá, cũng là dòng S7GX. Cặp này thì tuyến loa đích còn đẹp, màng màng Kela nhá, màng này màng carbon đấy. Có lưới bán đây loa này. Cơ bản là ok. Hơi chảy tí như thế này hơi đó. Thôi, cặp này em bán cho các bác với giá 700.000 nhá. Lưới nó hơi rách một tí. Rách cái rách này thì mình khâu lại được nhá. 700.000 bằng đúng giá củ loa nhá. Thường thì các bác biết là em bán cái chép này 350, cái củ loa 350 rồi là 700 đó. Số 7 700.000. Rồi sang số 8 các bác nhá. SX7 màng OMF. SX7 thường thì nó có hai màu, một màu hơi trắng trắng, một màu đỏ. Lưới đục. Mã số 6547. Đấy. Tuyến loa đẹp nha, càng đẹp luôn. Màng OMF không nha. Giá 750k nhé, 750k lưới đủ. Số 8 750k. Sang số 9 các bác nhá. Số 9 là cặp cũng dòng này là S7GXDV. Tuyến loa đấy màng cứ màng trắng là màng Kera đấy. Tuyến loa càng nét luôn, 70W một cái. Chỗ này có chày xíu này, chày thôi, chày đáy can thôi chứ không có gì nhá. Phía sau này còn đẹp. Mã số là 9709. Nguyên bụi nhá, cái này thì em không vệ sinh nữa nhá, gọi là sơ qua cái mặt thôi. Bán thì gọi bán giá củ loa rồi. Số 9 700.000 các bác nhá. Rồi sang số 10, đây là một cặp loa tóm là đời rất là cao. Con này là dòng 0D032 đấy. Loa còn đẹp nhưng mà về không hiểu sao bên này thì ok này, bên viền nó còn zin luôn, cái viền thường cái viền này hay bị đấy lắm. Không hiểu sao mà họ dán cái gì vào đây này. Nó dán một cái gì vào chỗ này này. Cái keo này như keo con chó. Nó dính keo ở cái mặt này. Nhưng mà nghe thì vẫn ok nhá. Vẫn bình thường, nó không để cái màng đâu. Chứ không phải là nó dán gì vào đây. Chứ không phải là nó ấy đâu. Màng miếc thì còn ok hết. Đấy, thì lưới đủ nhá. Bên này thì ok này. Đây là cặp loa đúng ra bình thường. Cặp loa này bán triệu đấy. Hơn triệu. Mã số nó là 5745. Loa còn đẹp. Vuông đét luôn, hơi bẩn bẩn mang ấy thế thôi, mà hơi bẩn bẩn là do chưa vệ sinh thôi. Em bán luôn cho các bác 550k luôn nhá, 550k, bởi vì cái màng này, cái này là như cái keo không biết có cái chất gì mà cho vào đây này, keo này nó ấy ra cho đẹp hay không, cứ để nghe thôi, không vấn đề gì không nhá. Đó, chép chuẩn rồi, con này có phân tần lớn lắm. 550k số 10, rẻ đúng một nửa luôn. Rồi sang số 11. Số 11 D7GX màng trắng rồi, các bác biết rồi. Đây, căng nét luôn. Ôi. Cái này bằng lụa có nhá. Sờ vào nó mới móp này, nhưng mà nó căng lại được rồi. Ok luôn, không vấn đề gì nhá. Đấy bằng lụa đó, à cái chép lụa, chép đồng lụa. Đây phía sau còn đẹp nhá, mã số. Cái này chảy xíu thôi. 4303.
4303 anh em nhá. Cặp loa này còn đẹp. Rồi cặp loa này giá 750k các bác nhá, 750k lưới đủ. Số 11 750k, số 12. Số 12. Tiếp tục F7 mang OMF này, bát 14. Lưới đủ nhá các bác nhá, lưới đủ. Loa bên này nó hơi xấu một chút. Bán giá rẻ các bác anh em nhá. Mã số 5069. Cơ bản vẫn còn ok đây, nó không có vấn đề gì hết. Tiến loa thì đẹp, con này đẹp. Loa cứng đẹp luôn. Rồi cái cặp loa này em bán 700 ngàn nhá, số 12. Số 13. Số 13. Số 13 là F7GX. Cũng vậy thôi, tiến loa đẹp. Vàng này. Chày xíu đây, để chày đề can này. Lưới đủ nhá. Bán đây, loa này. Mã số nó là 2729. Rồi, 700k luôn. Bán đúng bằng loa củ loa luôn nhá. Không tính cái thùng luôn. Số 13 700k. Rồi, sang số 14. Số 14 là con V77, số 14 15 là con V77 nhá. Con V77 này bác là biết là nó rất là hay. Cái phân tần nó không rất là to luôn, bán 200 ngàn phân tần rồi nhá. Cái cặp số 14 này đẹp hơn cặp số 15. Đây, mã số nó là 4359, 104W, đẹp nhá, giá 850k. Hưởng cặp loa trước bán triệu không? 850k. Số 15 nhá, cũng là V17, cũng là V17 nhá. Màng carbon. Này, màng keo đầy đủ luôn. Cái này thì nó không phải là xấu đâu nhá, cái này là sơn nó bong sơn thôi. Mã số là 0884. Nhìn cái keo này nhìn khiếp, nhưng mà nếu mà vệ sinh thì đẹp ngay. Này, tuyến loa đẹp không? V77 đấy các bác. Bác nào mua là mai em phá thùng bán. Bán nguyên củ loa mới phân tần mới chép. Rồi 800 ngàn thôi nhá. 800 ngàn là rẻ hơn phá thùng đấy. Ví dụ như một bộ bát 3,5 chép 3,5 cái phân tần 200 là 900 ngàn. Thì bán 800 ngàn thôi. Loa vẫn còn đẹp thôi nhá. Rồi sang số 16. SX7A. Màng OMF. Đây, nét căng luôn. Bạn biết nét căng luôn. Con này. Đây. Phía sau nó hơi thâm thâm màu tí, nhưng mà vệ sinh qua vẫn ok nhá, không vấn đề gì. Các bác nhỏ keo chứ keo vào đây là ok đấy. Loa vẫn còn đẹp nhá. Nhưng mà cái loa nét căng luôn, giá 700 ngàn. Lấy loa giá củ loa luôn nhá. Rồi sang số 17 cũng SX7. SX7 nhá, màng OMF đẹp. Vân một khung vân gỗ. Lưới đủ nhá các bác nhá, lưới đủ ạ. Đây, thùng nét căng. 0832 mã số 104W cặp. Đấy, cái loa này. Các bác chỉ cần nhìn cái loa này là sướng rồi. 750k nhá. Giá này là giá xả. Giá xả cho nên anh em cái dòng OnQ và đàn ông nó là một phân khúc khác nhá nhá. Các bác nhìn thấy mấy cặp mini mà như cả Sony là Victor kiểu mấy cặp mà thà là mini VIP đi. Còn nhiều cái cặp mà họ bán nó họ lấy vào rẻ lắm. Lấy vào một bằng 1/3 của cặp loa này thôi. Rồi sang số 18. SX7 các bác nhá. Tiếp tục SX7. Chày xíu này. Phía sau này, chỗ nặng chày này, đó. Chày thôi nhá, chày cái này chày em đã xử lý rồi. Thùng vách vẫn còn ok, vẫn nghe thoải mái, vẫn đẹp. Tóm lại nó bị bong bong thế này. Em dán keo lại ok hết rồi. Rồi 700 ngàn đúng nhá, xuống tay 18 700 ngàn. Cái màng này đánh hay lắm này. Đây toàn những cặp loa chất không. Rồi số 18 700 ngàn. Số 19 các bác nhá, số 19 là cặp SX7 DV. Cặp này 750 nhá. Loa nét căng luôn. Lưới đủ 750. Phía sau này. Mã số nó là 5494. 750, 750k. Chưa bao giờ giá rẻ như vậy các bác nhá. Đây là giá xả rồi. Các bác cứ chuyển khoản mấy trăm thì các bác chuyển khoản cho STM để bao ship nữa. Bao ship luôn cho anh em cho nó thoải mái, chỉ có về xài
thùng xốp với các thứ mất mấy ship thì hết hơn trăm rồi. Giờ em còn có 600 ngàn thôi, chưa đến 600 ngàn chứ nói công. Rồi cặp số 20. 20 đẹp xuất sắc luôn các bác nhá. Cái này phải đặt lộn vậy, em cứ để lộn. Mai bác nào mua em sẽ cắt lại hay để nguyên vậy cũng được. Lưới đủ đẹp lắm. Cái căng à. Trên dưới đều đẹp hết nhé. Mã số của nó là 2691. 140W cặp. Con này nét lắm, đẹp. Còn nguyên đai, bao zin, bao hát nha các bác nhá. Tất cả những hàng này là bao hát luôn các bác nhá. Bao hát chỉ phải nghe thôi. 20. Giá 750k các bác nhá. Giá xả. Tuyến loa đẹp, mọi thứ đẹp hết. Rồi sang 21 lưới nha, có lưới nha. 21 là cặp loa đờn nông. Bác nào mà thích bát lực á, mà chắc chắn thì mua cặp loa này. Đấy, loa này giá rẻ thôi. Màng đồng, chép đôm. Phía sau thì nó hơi xấu chút, em lại bán giá rẻ. Còn lại cũng ok hết nhá. Tại vì cái cặp loa này hay bị vậy nhá. Cặp loa này hay bị vỡ như cái viền này này. Như kiểu là nó sản xuất ra cái này với cái này không liền nhau. Nó như là mấy dòng loa Chio nó hay vậy. Nó hay vỡ cái này. Nhưng mà nó không phải vào loa đâu nhá. Không bao giờ vào loa. Đó, nó vỡ cái này. Nếu đúng ra thì nếu em có thời gian em sẽ đắp cái này lại thì ok. Cứ để đấy, các bác nào về cho một cực chặn. Nó không để ngang được bởi vì cái này nó không vấn đề gì các bác nhá. Mã số nó là 3305MA3. Loa này thùng vách còn ok, phía này bong tí đề can này các bác về hư lại dán lại nhá. Giá 700 ngàn luôn. Chưa bao giờ đờn nông giá rất rẻ vậy. Rồi sang số 22 là một cặp loa tuyến loa thì đeo bao đẹp xuất sắc luôn, nhưng mà thùng thì bao xấu luôn các bác nhá. Lưới lại còn đẹp, lưới này bẩn thôi. Thùng thì bao xấu. Tuyến loa đẹp bán như bán loa bán củ loa đấy các bác nhá. Bán hai củ là cái bát cái chép thôi. Nhưng mà thùng này vẫn nghe được không nhá, vẫn nghe được MS3 6 ohm 50W một thùng. Đây các bác nhìn này, tuyến loa vẫn còn xuất sắc luôn, nhưng mà thùng không được đẹp lắm. Giá 500.000 luôn. 22 số 22 500.000 là mua bán, đó mẹ bán củ loa mới thế này. 500.000 chưa mua được nhé. Đó. Rồi vừa rồi em giới thiệu các bác một số sản phẩm mới, những sản phẩm này em bán gọi gần như là bán chỉ bán củ loa các bác nhá. Cho nên là các bác đừng trả giá với em nhé. Các bác chuyển khoản hết, vẫn bao ship các bác. Đấy. Hôm nay vẫn tóm lại là giảm giá khuyến mại. Bao rẻ. Bao rẻ chưa từng có luôn các bác nhé. Đó, thời điểm hiện tại các bác mua về để lại Tết bán cũng được. Bác nào mà lái nhé. Rồi vừa rồi em giới thiệu các bác một số sản phẩm mới, bác nào có nhu cầu alo cho em nhé. Bên em có cọc sẽ đi hàng, cọc bên mua phải chịu ship, chuyển khoản hết là bao ship toàn quốc các bác nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký ủng hộ em, từ nay tới cuối tuần em sẽ xả một số hàng không nhé. Toàn hàng chất, tất cả những hàng này là em bán xả thôi, như thực tế em chưa đăng bao giờ các bác nhé. Có nhiều số họ xả là do là họ đăng đi đăng lại rồi. Đang đi đăng lại chán hồi, tóm lại hàng gọi là hàng nát thì họ mới xả. Như bên em là cái hàng này là hàng bán lần đầu tiên nhé, lên like đầu tiên cũng xả luôn. Đó, những cặp loa kia các bác biết rồi, lên like lần đầu tiên luôn. Rồi chào tất cả các bác nhé.